cần vua bao lâu vạn nén vàng, tiền bạc tan nên vua ra lệnh bán tài sản y đi theo người trong nhà. Nay y kêu van xin được vua hoãn thời gian, vua nghe thương ban ân lệnh tha xóa nợ luôn. Nhưng y không thương tha người ban nợ trăm quan, nên vua thịnh nộ cho bắt y tùy ly hình. Nguyện xin ơn cha, xin ơn cha tình bao la, cho con luôn luôn sống quang đại biết thứ tha, khi những lỗi phạm làm con tê tái. Vì trên cao xanh, trên cao xanh tình cha thánh, luôn vui thương tha cho ai lòng biết thứ tha, yêu mến anh em cùng là con cha. Anh em cùng là con cha.